Mong các em trên hành trình bay về phía tương lai rực rỡ, dẫu có mưa giông bão tố chắn lối, cũng sẽ đủ dũng cảm kiên cường không ngừng tiến về phía trước. Một khi đã quyết tâm đi, thì dù là đi từ hướng nào cũng sẽ về được đích. Đi về phía ánh sáng, bóng tối tự ắt sẽ ngã về sau. Đoạn đường sắp tới chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, thậm chí có những đoạn năm tháng, các em rồi sẽ phải gồng mình chống lại cả thế giới, nghi hoặc về bản thân, mất niềm tin rất nhiều về hiện tại. Thế nhưng để đứng được ở nơi không ai đứng được, bắt buộc phải chịu được những chuyện mà người khác không chịu được. Hy vọng sự nỗ lực của các em được công nhận, không hổ thẹn với chính mình. Chúc các... Chúng ta phải chấp nhận rằng có những kỳ vọng sẽ không thành. Và vì cuộc đời luôn có những điều bất ngờ không lường trước được, vậy nên cố gắng là thứ duy nhất chúng ta có thể làm. Đôi khi chúng ta sẽ trở thành quân bài trong tay người khác, nhưng chẳng sao cả, vì chỉ ít thì chúng ta đã làm rồi. Chỉ tiếc là mình đã không làm thôi, còn làm rồi mà không được thì mình buồn, chứ mình không cần tiếc nữa. Khi mà em tự chủ được cuộc sống của mình, tài khoản em có tiền, đầu em có tri thức, con tim em có sự bản lĩnh từ việc chưa bao giờ ỷ lại vào ai, thì bất kỳ khó khăn gì ập đến, em cũng đều có thể dùng sự bình tâm mà đối mặt. Trừ chuyện sinh tử thì nỗi buồn của thế tục có thể làm em đau lòng một chút, nhưng không cách nào nhấn chìm được em. Trong đường dài vừa qua, kể tôi nghe về tôi lúc này. Một cơn gió thoáng qua, thanh xuân dần xa mất rồi. Vẫn cô đơn một mình dẫm thôi, chẳng yêu ai vì sợ chia đôi. Đứng giữa tranh phanh đời mà gần 30 rồi đấy. Là deadline gia đình và những ánh mắt đang nhìn, thôi nhắm mắt lại, tạm tin ta là ai. Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy, lòng ngực em sẽ căng lên và tim lại được nhớ thêm một phần. Đôi khi chúng mình thật sự nhạy cảm. Chúng mình tổn thương bởi những lời đùa khiếm nhã của người khác, dù vô tình hay cố ý. Chúng mình sợ hãi khi nhìn thấy những ánh mắt xăm soi của người khác về bản thân. Chúng mình sợ là người xuất hiện trong những cuộc bàn tán. Chúng mình dễ xúc động, dễ tổn thương và dễ rơi nước mắt. Nhưng xin cậu đừng kìm nén cảm xúc của mình, cũng đừng cố gắng giả vờ mạnh mẽ. Điều ấy chỉ khiến cậu càng trở nên đáng thương hơn mà thôi. Nếu thế giới đã không dịu dàng với cậu, thì hãy tự mình làm điều đó. Kiểm soát cảm xúc của cô đi. Ngừng sử dụng trái tim, hãy nghe theo lý trí ấy. Tôi muốn cô trở thành phiên bản tuyệt nhất của chính cô. Bây giờ em tập trung em học, sau này em làm chủ tịch, em làm CEO, em làm founder. Thay vì mình đi theo đuổi một con ngựa, mình đừng có đi theo đuổi con ngựa để làm gì. Mình dùng cái thời gian đó mình nuôi cỏ đi. Sau này có một vườn cỏ rồi ngựa nó đến nó ăn đó. Tha hồ mà ngựa. Hoan nghênh tiếp tục sâu thính Nhi tờ yue liang, hoa tờ xin. Để xây dựng một thói quen mới, đặt ra những cam kết và hoàn thành chúng.